Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 3, công ty bất động sản Phát Đạt vừa ký hợp tác 3 bên với công ty bất động sản An Gia và quỹ đầu tư Grid Group của Nhật Bản để triển khai dự án River City tại quận 7. Dự án có quy mô 8.000 căn hộ với tổng vốn khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Quỹ đầu tư Grid Group của Nhật Bản đã hợp tác cùng công ty An Gia Investment và công ty bất động sản Phát Đạt ký hợp tác triển khai dự án River City tại quận 7. Dự án này có quy mô 500 triệu đô la, khoảng gồm 12 block chung cư với khoảng 8.000 căn hộ, office tower và shop house. Trước đây, dự án River City có tên là The Average 2 của công ty Phát Đạt. Việc hợp tác với An Gia và Grid Group có thể giúp Phát Đạt thu hồi vốn đầu tư trước đây vào River City có giá trị sổ sách gần 4.000 tỷ, đồng thời được hưởng 50% lợi nhuận từ việc phát triển dự án. Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Phát Đạt cho biết, chiến lược kinh doanh của Phát Đạt trong năm 2016 là tập trung phát triển quỹ đất thông qua các dự án hạ tầng dạng BT và tìm mua lại các dự án bất động sản tiềm năng, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện hữu của công ty. Grid Group là một quỹ đầu tư từ Nhật Bản, trước đây đã từng tham gia thị trường bất động sản Việt Nam thông qua hợp tác với NBB. Năm 2015, quỹ này tiếp tục rót vốn vào công ty bất động sản An Gia 200 triệu đô la. Và năm 2016, quỹ đầu tư này tiếp tục cùng An Gia và Phát Đạt phát triển tiếp dự án River City tại quận 7. Ông Toshihiko Muneyoshi, Chủ tịch quỹ đầu tư Grid Group cho biết, trước mắt quỹ này sẽ tập trung vào mảng bất động sản nhà ở tại Việt Nam do nhu cầu thị trường lớn. Trong khi đó, An Gia Investment là nhà phân phối và phát triển bất động sản đã có 15 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Tung ra bất cứ một dự án nào, chúng tôi đã nghiên cứu thị trường rất là kỹ và chúng tôi tập trung vào phân khúc là dành cho những người có nhu cầu ở thật đó. Và cái lượng khách hàng của chúng tôi tích lũy trong quá trình làm bất động sản 15 năm kinh nghiệm này, và chúng tôi biết sẽ hướng cái sản phẩm này đến với cái đối tượng khách hàng nào. Nhà đầu tư này cho biết River City sẽ tập trung vào nhóm khách hàng là người sử dụng cuối cùng, tức người có nhu cầu nhà ở thực, nên sẽ sớm công bố ra thị trường sản phẩm với thiết kế và giá cạnh tranh hợp lý trong một vài tháng tới.